thì chúng ta sẽ đến, các bạn nhớ giúp cô là buổi sáng nhé. Chúng ta sẽ có hai lịch livestream. Lịch sáng là vào lúc 5:30. Chúng ta sẽ live chuyên mục về nghị luận xã hội. Chuyên mục nghị luận xã hội. Có những lúc thì chúng ta sẽ học viết đoạn văn nghị luận xã hội. Có những ngày thì chúng ta học viết đoạn văn. Viết đoạn văn thì cô sẽ lấy đề ở trong sách xanh. Đấy, viết đoạn văn nghị luận xã hội là chúng ta sẽ biết học với sách xanh nha các bạn nhé. Đấy, học với sách xanh. Tại vì trong cái cuốn sách xanh này nó vừa có dàn lý này, nó vừa có bài viết tham khảo. Cái mục thứ hai mà chúng ta sẽ học liên quan đến chuyên mục nghị luận xã hội đó chính là sửa văn, sửa văn phong nhé. Đấy, văn phong là một cái mà cô nghĩ rằng là khá là nhiều học sinh yếu. Còn cái mục thứ tư, cái mục thứ ba mà chúng ta sẽ học liên quan đến chuyên mục nghị luận xã hội này, đó chính là cái gì nhỉ? Tự dưng cô quên rồi. Cái gì nhỉ? Nâng cao sửa văn phong này và nâng cao văn phong nhá. Nâng cao văn phong. Hai cái này khác nhau nha các bạn nhé. Đấy. Đây chính là những cái chuyên mục mà chúng ta sẽ học liên quan đến nghị luận xã hội. Sẽ có những phần đánh giá năng lực nữa. Đây là cái phần mà rất là nhiều bạn bảo cô Dương dạy đi. Đánh giá năng lực nha các bạn nhé. Đó, thì cái đấy là chuyên mục thứ nhất, là chuyên mục vào buổi sáng. Còn chuyên mục thứ hai là vào buổi trưa. Trưa thì cô sẽ livestream lúc 12:20, sẽ liên quan đến tác phẩm văn học nhá. Sẽ liên quan đến tác phẩm văn học. Tác phẩm văn học thì có những mục như sau. Thứ nhất là phân tích tác phẩm. Đấy, cô nói để cho các bạn nắm rõ được cái nội dung mà cô sẽ dạy. Đấy, phân tích tác phẩm văn học nhá. Cái mục tiếp theo mà cô dạy các bạn đó chính là viết văn. Viết văn. Mục thứ bạn tiếp theo mà cô sẽ dạy các bạn trong cái chuyên mục tác phẩm văn học này là khái quát nội dung. Khái quát nội dung. Ví dụ như các bạn học về hình ảnh người lính này. Đấy, các bạn sẽ học về hình ảnh người lính này. Các bạn sẽ học về văn học 1945, 1975. Rồi sau 1975 thì học cái gì? Thì cô sẽ dạy trong cái nội dung phần tác phẩm văn học nha các bạn nhá. Để làm sao để và còn một cái mục nữa đó chính là kỹ năng. Đấy, kỹ năng để hướng dẫn bạn trong cái mục buổi trưa. Thế nhá. Đấy, đấy chính là nội dung mà chúng ta sẽ học vào buổi sáng và buổi trưa. Buổi trưa thì sẽ livestream lúc 12:20, còn buổi sáng thì sẽ live lúc 5:30. Nội dung nó sẽ là như thế này nha các bạn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái buổi học ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục nghị luận xã hội. Và hôm nay chúng ta sẽ học là đề 114 trong sách xanh trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển đảo. Bây giờ các bạn xác định giúp cô như sau. Khi các bạn đứng trước một cái đề, các bạn nhớ giúp cô là đối với cái kiểu đề mà các bạn thi ấy, thì kiểu bài mà các bạn thi, nhớ nhá, kiểu bài, kiểu bài thi thì các bạn sẽ thi hai dạng. Dạng thứ nhất đó chính là đoạn văn nghị luận xã hội. Đoạn văn nghị luận xã hội. Đoạn văn nghị luận xã hội này các bạn sẽ dành cho thi tốt nghiệp. Còn một cái dạng nữa, đấy chính là dạng bài văn. Được chưa? Bài văn. Bài văn nghị luận xã hội. Bài văn nghị luận xã hội thì các bạn sẽ thi đánh giá này. Hoặc là những bạn nào thi học sinh giỏi này. Đấy, thì các bạn sẽ thi cái kiểu này. Tuy nhiên ấy, dù các bạn thi đoạn văn hay các bạn thi bài văn thì nó đều có một chung một cái. Đó chính là gì các bạn biết không? Thì đây là dạng bàn luận. Đây là dạng bàn luận về nghị, về xã hội. Nhớ nhé, bàn luận về xã hội. Mà đã về bàn luận về xã hội ấy, thì nó đòi hỏi cái kiến thức của bạn về xã hội nhiều. Đúng không? Nó sẽ khác biệt so với kiến thức văn học. Kiến thức văn học là bạn sẽ bàn luận cái gì đó liên quan đến tác phẩm. Nhưng mà bàn về xã hội ấy, thì các bạn sẽ phải đòi hỏi các bạn phải có kiến thức về xã hội. Cái thứ hai nữa là cái văn phong của nó sẽ khác. Văn phong. Văn phong nó phải liên quan đến sự suy ngẫm này, liên quan đến sự trải nghiệm này, liên quan đến kiến thức xã hội này. Văn phong xã hội sẽ khác với cái bài nghị luận xã hội về tác phẩm văn học. Tác phẩm văn học của bạn sẽ có cái sự bay bổng. Sẽ có rất là nhiều bạn viết theo hướng bay bổng. Đúng không? Viết theo hướng bay bổng.
Sẽ có những người viết theo hướng lý luận. Nhưng khi các bạn bàn về một vấn đề của xã hội, các bạn bàn về kiến thức xã hội, thì sẽ không bao giờ nó có kiểu bay bổng, nó sẽ có kiểu lý luận. Nó sẽ thiên về cái việc là bạn trình bày suy nghĩ, bạn trình bày nhận thức, bạn trình bày quan điểm, bạn trình bày ý kiến, bạn trình bày kiến thức xã hội của các bạn. Nó sẽ thiên về cái sự lập luận, nó sẽ thiên về cái sự bàn luận về cái vấn đề mà người ta đưa. Nhớ nhá, chứ văn phong nghị luận xã hội mà bay bổng, văn phong nghị luận xã hội mà bạn đưa lý luận văn học vào ấy, thì coi như bạn toang luôn. Đấy là điều mà bạn cần phải nhận thức. Và cái bàn về một vấn đề xã hội này và văn phong xã hội này, dù bạn viết về đoạn văn hay dù bạn viết về bài văn, thì nó vẫn phải theo đáp ứng được cái yêu cầu này. Được chưa? Xong chưa? Đấy là điều bạn chú ý nhá. Thế nên là rất là nhiều bạn ấy, khi bạn viết nghị luận văn học, bạn viết theo hướng bay bổng. Thế khi bạn bàn về một vấn đề của xã hội, bạn cũng bay bổng. Bạn cũng bay bổng. Có rất là nhiều bạn viết như thế. Thật ra đối với đoạn văn nghị luận xã hội ấy, và đối với nghị luận xã hội ấy, bạn viết bay bổng là coi như bạn toang luôn. Nó phải thực tế, nó phải trải nghiệm, và nó phải gắn với xã hội nhiều. Rất là nhiều bạn khi mà các bạn viết nghị luận văn học á, các bạn viết về lý luận, các bạn thiên về lý luận. Thế là đến khi mà bạn viết về nghị luận xã hội là bạn cứ kiểu là lý luận, rồi bạn cứ kiểu là thiên về cái việc gọi là máy móc quá, thiên về cái việc gọi là lý lẽ quá, thì nó lại không được. Thế nhá, đấy là cái điều mà bạn cần phải lưu ý khi bạn viết nghị luận xã hội. Liệu nghị luận xã hội nó cần phải thực tế, nghị luận xã hội nó cần phải trải nghiệm, nghị luận xã hội nó cần phải sắc bén, và nghị luận xã hội nó cần phải có cái nhìn đa chiều. Nghị luận xã hội nó cần phải có cái sự trải nghiệm ở trong đấy. Chứ bay bổng và lý luận vào đây coi như toang luôn. Xong chưa ạ? Đấy là điều bạn cần phải lưu ý về văn phong. Có một cái điều ở đây nữa mà cô nói với các bạn mà các bạn cần phải lưu ý luôn. Đó chính là dù các bạn nhớ giúp cô là đây là các bạn đang thi tự luận. Có nghĩa là các bạn thi văn viết. Vậy thì khi các bạn thi tự luận ấy, cái gì đòi hỏi nhiều nhất? Cái gì đòi hỏi cao nhất? Cái gì để cho người ta quyết định và người ta cho điểm các bạn? Cái gì? Cái gì mới là cái quan trọng nhất khi mà các bạn thi tự luận ở đây? Đó chính là diễn đạt. Đúng không ạ? Và cái diễn đạt này được quyết định bởi văn phong, bởi cách lập luận. Đúng chưa? Văn phong và cách lập luận. Đấy, người ta quyết định các bạn đó chính là cái sự diễn đạt của các bạn ấy. Ví dụ như cùng một cái nội dung, các bạn để ý cho cô nhé. Ở trong ba xem chấm điểm của các bạn ấy, đây chính là ba xem chấm điểm của các bạn. Đề thi năm 2022 nhá. Ví dụ cho các bạn luôn, để cho các bạn có thể nắm rõ. Ví dụ như thế này. Ví dụ như đề thi chính thức năm 2021 ở đây nhá. Ba xem chấm điểm thì nó chỉ y hệt như này thôi. Đây chính là ba xem chấm điểm của bộ. Đây ạ. Ví dụ như là đây, câu 3 của phần đọc hiểu. Đây, câu 3 của phần đọc hiểu nó chỉ như thế này thôi. Cái chữ mà người ta ghi ra ấy, nó chỉ có như thế này thôi. Nhưng nếu như bạn A cũng đáp ứng được nội dung này, nhưng văn phong nó khô khan một chút, văn phong nó cơ bản một chút, thì vẫn không được điểm tuyệt đối. Nhưng cũng cái cùng nội dung ý này mà bạn B ấy, bạn ấy diễn đạt hay hơn, bạn ấy lập luận chắc chắn hơn, bạn ấy trình bày thuyết phục hơn, thì bạn ấy được điểm cao hơn. Đúng không ạ? Đấy, bây giờ cùng một cái quan điểm là đồng tình, cùng là một cái quan điểm là không đồng tình. Đấy, cùng là một cái sự lý giải và thuyết phục. Nhưng bạn A văn phong cơ bản, văn phong cơ bản thì điểm gọi là trung bình khá thôi. Nhưng bạn B văn phong hay. Đấy, rõ ràng, đúng không ạ?
rồi tính thuyết phục cao thì nó sẽ được điểm cao. Cùng là cái nội dung đồng tình nha các bạn nhé. Đấy, cùng là một cách lý giải nhá. Nhưng ông A văn phong cơ bản thì ông ấy điểm thấp. Còn ông B văn phong hay, rõ ràng, mạch lạc thì ông ấy được điểm cao. Đó là lý do tại sao các bạn đọc bài điểm 8 nó sẽ rất khác so với bài điểm 9. Mặc dù nội dung ấy thì nó xem nhau, nhưng điểm 9 nó hơn điểm 8, nó nằm ở văn phong mà thôi. Nên cái điều mà các bạn cần phải ý thức một cách rất rõ ràng là nâng cao cái sự diễn đạt của bạn lên, nâng cao cái văn phong của bạn lên. Đấy là điều quan trọng nhất. Ý thì nó cũng chỉ có thế này thôi. Cũng là cái nội dung là cái nhận định này á, là nói về hành tinh của chúng ta đang sống là mái nhà chung của tất cả mọi người. Đấy, rồi cái nơi mà chúng ta đang ở ấy, nó chính là một cái vị trí ở trên cái hành tinh này. Nhưng ông A diễn đạt cơ bản thì điểm của ông ấy chỉ khoảng tầm 3/4 số điểm thôi. Còn nếu ông B ông diễn đạt hay hơn, rõ ràng hơn, mạch lạc hơn thì ông ấy sẽ được chọn vẹn số điểm. Thì đấy là điều bạn cần phải ý thức về việc là bạn nâng cao văn phong. Được chưa ạ? Nâng cao văn phong và sự diễn đạt. Thế nên ở trên fanpage của cô rất chú trọng về cái việc là nâng cao văn phong và cải thiện cái kỹ năng viết cho bạn. Nhớ nhá, đấy là điều bạn cần phải chú ý. Đó, đấy là cái điều đầu tiên, cái buổi đầu tiên cô cân nhắc cho các bạn, để cho bạn có thể ý thức rõ về cái việc là mình cần phải nâng cao văn phong, mình cần phải nâng cao cái sự diễn đạt của mình ở trong đấy. Thế nhá, rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Đó chính là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển đảo. Trước khi mà bạn đến với một đoạn văn, một đoạn xã hội ấy, bạn cần phải nhớ giúp cô như thế này. Khi mà bạn viết đoạn văn ấy, thì nó chỉ tập trung vào một khía cạnh thôi. Còn khi bạn viết bài văn ấy, thì bạn sẽ viết vấn đề, viết nội dung xoay quanh cái vấn đề đó. Nhớ này, đoạn văn, nhớ giúp cô nhé. Đoạn văn là tập trung vào một khía cạnh, hay còn gọi là làm rõ một khía cạnh. Còn bài văn thì nó xoay quanh vấn đề, được không? Cái nội dung mà các bạn viết ấy, là nó xoay quanh vấn đề. Thế nên là khi bạn tập trung vào một khía cạnh ấy, thì bạn phải xác định khía cạnh cần làm rõ là gì, khía cạnh cần viết là gì, và thứ hai, vấn đề là gì. Đấy, vấn đề là gì. Vậy các bạn xác định cho cô đối với cái đề này, vấn đề của nó là gì và khía cạnh cần làm rõ là gì. Vấn đề là gì? Vấn đề là gì? Đấy, vấn đề ở đây là gì và khía cạnh cần làm rõ đây là gì. Nếu như mà các bạn không xác định khía cạnh được ấy, thì trong cái quá trình mà bạn viết ấy, là bạn hay viết về vấn đề, là coi như bạn lạc đề. Đó, ví dụ như người ta yêu cầu các bạn là viết về tầm quan trọng của sự cho đi nhá. Người ta yêu cầu bạn là viết tầm quan trọng của việc cho đi, đúng không? Thì đây chính là vấn đề. Cho đi chính là vấn đề. Mà nói về vấn đề cho đi ấy, thì chúng ta có rất nhiều khía cạnh để chúng ta viết, đúng không ạ? Tuy nhiên, người ta không yêu cầu bạn viết về sự cho đi, mà người ta yêu cầu bạn viết về tầm quan trọng. Thì các bạn phải tập trung làm rõ, à, cái việc cho đi này nó quan trọng như thế nào. Nhớ nhá, nó quan trọng như thế nào, chứ không phải viết về sự cho đi. Tương tự như thế, cái đề này này, vấn đề của nó chính là thế hệ trẻ đối với biển đảo, có nghĩa là viết về biển đảo, đúng không ạ? Đây chính là vấn đề. Còn cái đề này nó yêu cầu các bạn làm rõ, nó yêu cầu các bạn viết ấy,
không phải là biển đảo. Mà yêu cầu viết về trách nhiệm. Có nghĩa là chúng ta có trách nhiệm gì đối với biển đảo? Thế hệ trẻ có trách nhiệm gì đối với biển đảo? Trách nhiệm thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là, và thứ tư là. Xong chưa? Đấy. Vậy chốt lại rằng các bạn phải nêu ra trách nhiệm một là, trách nhiệm hai là, trách nhiệm ba là, trách nhiệm bốn là. Thì đấy chính là cái việc bạn cần phải nêu. Thì giờ bạn nêu giúp cô trong cái việc phát triển biển đảo, trong cái việc giữ gìn biển đảo, chúng ta có những trách nhiệm gì? Nào, tôi xin mấy cái trách nhiệm của ông bà. Các bạn phải nêu rõ trách nhiệm của bạn. Nào, nêu rõ trách nhiệm bạn. Trách nhiệm một là gì? Đối với biển đảo. Đối với biển đảo, thế hệ trẻ cần có trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là, thứ bốn là. Nào, thế trách nhiệm thứ nhất là cái gì đây? Trách nhiệm thứ nhất đối với biển đảo thì chúng ta có trách nhiệm gì? Trách nhiệm thứ nhất ấy là chúng ta cần phải nhận thức về chủ quyền. Một là có ý thức về trách nhiệm. Có một số điều bạn cần phải lưu ý nha, Thảo Linh nha. Thảo Linh không biết hôm nay Thảo Linh là nó xem nhiều livestream của cô lắm rồi. Có một số điều lưu ý khi bạn tìm ý mà cô sẽ nhắc đi nhắc lại trong rất rất nhiều livestream. Một, không chung chung. Các bạn có biết rằng là khi các bạn nêu ý ấy, là bạn nêu rất chung chung không? Chính vì các bạn nêu chung chung cho nên bài viết của các bạn rất giống nhau. Một là nêu không nêu chung chung. Hai, nêu rõ ràng và cụ thể. Nêu ý rõ ràng và cụ thể. Cô lấy cho các bạn cái ý mà các bạn viết chung chung nào. Có ý thức trách nhiệm với biển đảo. Đấy là chung chung. Có ý thức như thế nào? Đây, ví dụ nhé. Các bạn khi nêu nội dung ý là có ý thức. Có ý thức với biển đảo. Ai mà chả biết là với biển đảo là trách nhiệm của chúng ta là phải có ý thức. Có ý thức gì? Có ý thức như thế nào? Đấy, có ý thức gì? Cụ thể cái ý thức này ra. Được chưa? Chứ đừng viết là ý thức. Nếu như em nói là có ý thức trách nhiệm đối với biển đảo ấy, cái ý này bạn nào cũng nghĩ được hết đâu. Cái ý này bạn nào cũng viết, và cái ý này bạn nào cũng làm. Bây giờ em phải viết rõ ràng ra, em viết cụ thể ra. Có ý thức gì? Ví dụ, có ý thức về chủ quyền. Đúng không? Thì đây được gọi là cụ thể. Còn đây được gọi là chung chung. Mà hạn chế chung chung, cần viết cụ thể. Nhớ nhé, cần viết cụ thể. Có ý thức gì? Ý thức về chủ quyền này. Đấy, rồi ý thức về hành động này. Cần phải nhận thức rõ biển đảo là lá phổi xanh của con người, biển đảo là trái tim, hoặc biển đảo là cái gì đấy cụ thể. Ý thức cụ thể về nó. Ý thức về chủ quyền này. Ý thức về việc cần phải tuyên truyền này, cần phải lan rộng này, rồi cần phải phát triển này, cần phải bảo vệ này, cần phải giữ gìn này. Cụ thể cái ý thức đấy ra. Được chưa? Đấy. Đó, đúng chính xác. Thế hệ trẻ cần hiểu, cần có ý thức sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng về chủ quyền biển đảo. Chính xác. Vậy ý thứ nhất bạn có làm đây là gì? Ý thức rõ về chủ quyền. Đấy. Chính xác rồi.
Một là cần ý thức rõ ràng về chủ quyền. Hai là cần phải giữ gìn. Đúng, chính xác, giữ gìn. Bảo vệ. Đúng ạ. Tuyên truyền. Rồi, chính xác. Đúng ạ. Đó, về an ninh. Đúng không? An ninh quốc phòng đủ kiểu. Đấy chính là ý mà bạn nêu. Có một cái điều ấy, và cô Giác cũng nhắc rất nhiều lần trong cái lúc mà bạn đưa ý, các bạn có thấy rằng là cô vừa mới nhắc là các bạn không chung chung, mà cần phải cụ thể là các bạn đã bắt đầu làm được rồi. Tuy nhiên cái lưu ý thứ ba mà bạn cần phải nhớ giúp cô là cần có các cụm từ nhấn mạnh ý. Cần phải nhấn mạnh ý. Ví dụ như này nhá. Ví dụ như cái việc mà bạn là bạn nói là giữ gìn và bảo vệ. Cái ý này nó vẫn khá là nhạt. Nó đã cụ thể rồi nhưng nó chưa có điểm nhấn, nó chưa mang tính chất thôi thúc hành động. Nếu như nhấn mạnh ý và thôi thúc hành động. Chưa nhấn mạnh ý và thôi thúc hành động. Các bạn để ý giúp cô trong 3 gian chấm điểm bộ nhé. Nó rất rõ luôn. Bạn để ý này. Các bạn để ý cho cô trong đây chính là 3 gian chấm điểm bộ nhé. Bạn ghi rõ này. Người ta nói là sống cống hiến, thể hiện trách nhiệm. Thể hiện trách nhiệm. Sống cống hiến, thể hiện trách nhiệm. Làm cho cuộc sống. Góp phần lan tỏa. Thúc đẩy xã hội. Thì những cái từ mà cô bôi đậm ở đây á, nó là cái kiểu gì? Bạn nhìn này. Các bạn vừa mới nói rằng là chúng ta cần phải giữ gìn và bảo vệ. Đúng không ạ? Cần giữ gìn và bảo vệ. Đúng không? Cần đấy. Thì cái giữ gìn và bảo vệ này cô nói rằng là nó chưa mang tính chất thôi thúc hành động, hay còn gọi là nó chưa có điểm nhấn, nó chưa có sức nặng. Tại vì sao nó chưa thiếu sức nặng? Nó chưa có sức nặng bởi vì nó đang thiếu. Nó thiếu cái này này, nó thiếu cái này này, nó thiếu cái này này, và nó thiếu cái này. Được chưa? Thế cái này mà cô nói với các bạn ấy, nó đang là cái gì? Nào, có bạn nào phát hiện ra không? Có bạn nào phát hiện ra thì cô sẽ tặng cho một cuốn flashcard. Đây. Bạn nào mà ok, bạn nào trả lời được cô sẽ tặng cho một cái cuốn flashcard. Bạn nào trả lời được cô sẽ tặng bạn một cuốn flashcard. Cách diễn đạt hình ảnh trong nghị luận xã hội. Cách diễn đạt hình ảnh trong nghị luận xã hội. Trong đây có 100 cái hình ảnh. Đây, hay luôn. Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn về đích, mà là những gì bạn đã góp nhặt được lên trên từng chặng đường. Đấy chính là gì ạ? Đấy chính là văn hình ảnh đấy. Đó có nghĩa là góp nhặt trên chặng đường chính là kinh nghiệm này. Đúng không? Chính là bài học này. Chính là ý thức của mình này. Thì đấy, tặng cho bạn nào một cái cuốn flashcard cách diễn đạt hình ảnh để các bạn khi bạn trả lời được cái câu này á. Nào. Bạn Nguyễn Đình Mạnh, bạn nói là thôi thúc, từ khẳng định. Bạn Thảo Linh nói là từ khẳng định. Bạn giấu tên ghi là câu nhấn. Bạn Quỳnh Mai là từ nhấn. Từ nhấn thì nó đúng hơn là câu nhấn. Câu nhấn là cả một câu nhá, lưu ý nhá, giấu tên. Ok, nghĩa là từ thôi thúc hành động, hay còn gọi là từ nhấn. Ok, sẽ tặng cho bạn Quỳnh Mai một cuốn. Đấy là từ nhấn. Từ nhấn này, thể hiện.
làm cho góp phần thúc đẩy. Cái này những bạn nào học nhóm kín là những bạn đấy làm rất tốt rồi. Ok, bạn Quỳnh Mai rất nhớ bài. Đấy, bạn Quỳnh Mai là đang học trong nhóm nghị luận xã hội 2 đúng không? Nên là bạn ấy làm rất tốt. Trong nhóm nghị luận xã hội thì cô đã dạy, trong nhóm nghị luận xã hội á, thì cô đã dạy rất là nhiều những cái từ để các bạn có thể nhấn. Tuy nhiên ở trong cái khóa học ở ngoài fanpage này thì cô sẽ ưu tiên cái sự cơ bản trước. Nên là sẽ có những từ thể hiện, nâng cao, làm cho, góp phần, thúc đẩy. Thì đấy được gọi là từ nhấn nha. Đấy, có nghĩa là từ nhấn. Từ nhấn. Thay vì nếu như bạn nói rằng là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển đảo là giữ gìn và bảo vệ lá phổi xanh của con người, ví dụ như thế nhá, ví dụ như thế, là lá phổi xanh của con người thì nó lại phù hợp đối với rừng hơn là biển, được chưa ạ? Thì mình cứ gọi như thế nhá, cứ gọi, bạn nói là giữ gìn và bảo vệ lá phổi xanh đúng không? Đấy, thì lá phổi xanh nó phù hợp với rừng hơn. Tuy nhiên các bạn viết như thế này thì nó cũng không quá là sai. Bây giờ bạn nói là đối với biển đảo, thế hệ trẻ cần có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ đúng không? Bạn viết như thế, cái câu nó vẫn rất bình bình. Và cô nghĩ rằng là phần lớn các bạn vẫn viết được. Nhưng nếu như các bạn cho một từ nhấn mạnh thôi là nó, cái sắc thái của cái câu ấy nó sẽ khác ngay. Ví dụ như thế này. Đấy. Đối với biển đảo, thế hệ trẻ cần nâng cao tinh thần. Đấy. Nâng cao tinh thần, giữ gìn và bảo vệ. Thì cái sắc thái của cái câu văn nó có khác không? Bây giờ so với câu là thế hệ trẻ, câu 1, thế hệ trẻ cần có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ. So với cái câu thứ hai là thế hệ trẻ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm với biển đảo bằng việc giữ gìn và bảo vệ. Đấy, các bạn, thế hệ trẻ có trách nhiệm với biển đảo bằng cách nâng cao tinh thần giữ gìn và bảo vệ. Thì cái câu văn nào nó nhấn hơn, và câu văn nào nó thể hiện rõ cái suy nghĩ và cái hành động của các bạn hơn. Nào, bây giờ so với câu văn là thế hệ trẻ cần có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ, bây giờ với cái câu thứ hai là thế hệ trẻ cần có trách nhiệm với biển đảo bằng cách nâng cao tinh thần giữ gìn và bảo vệ biển đảo, giữ gìn và bảo vệ lá phổi xanh của con người, ví dụ như thế, thì cái câu nào nó có sắc thái nhấn mạnh hơn, cái câu nào nó thể hiện rõ được cái nhận thức của mình hơn? Câu nào ạ? Chắc chắn nó phải là cái câu 2 rồi. Bởi vì câu 2 nó có từ nhấn mạnh, đó chính là nâng cao tinh thần. Được chưa? Đấy, thì trong các nội dung mà các bạn viết ấy, các bạn cần phải có các từ nhấn mạnh thể hiện hành động. Như vậy thì cái bài viết của bạn nó sẽ có điểm rơi hơn. Bài viết của bạn ấy nó sẽ có điểm nhấn hơn, và nó sẽ thể hiện rõ được cái hành động của người viết hơn. Ok chưa? Xong chưa? Cái nội dung này cô nói như thế các bạn có dễ hiểu không ạ? Thầy nói cô nói em chả hiểu gì hết ạ. Thế là hơi mệt đấy. Xong chưa các bạn ơi? Các bạn ơi, ok chưa? Xong chưa? Ok, cái câu nào hơn? Câu nào hơn? Câu nào hơn? Chắc chắn là cái câu 2 phải hơn rồi. Đúng chưa ạ? Thế nha, đấy là điều các bạn lưu ý. Các bạn lưu ý giúp cô là trong cái quá trình mà cô dạy các bạn ấy, nó không đơn thuần chỉ là việc xử lý đề đâu, mà nó còn liên quan đến việc là chúng ta cải thiện văn phong nữa. Mỗi ngày thì cô sẽ hỗ trợ các bạn cải thiện văn phong dần dần. Trong cái nội dung ngày hôm nay cô hướng dẫn các bạn đó chính là nhấn ý. Nhá, nhấn ý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp ạ. Rồi, thứ nhất là gì ạ? Chúng ta nhận thức sâu sắc về chủ quyền này,
Hôm nay cô đã hướng dẫn các bạn một số cái lưu ý để các bạn có thể viết nghị luận xã hội hay hơn. Thứ nhất là các ý mà các bạn đưa ra. Các ý đưa ra cần không được chung chung mà phải cụ thể rõ ràng. Và khi viết các ý cần phải có các từ nhấn nội dung. Đấy là hai cái nội dung mà cô hướng dẫn các bạn trong cái buổi học ngày hôm nay để áp dụng cho cái đề và luyện tập cái đề. Đề thứ nhất đó chính là gì ạ? Đề 114. Đấy, trước hết thế trẻ cần nhận thức sâu sắc. Các bạn nhìn nữa. Nhận thức sâu sắc, đây chính là từ nhấn. Từ nhấn. Và các bạn để ý, các bạn để ý là trong cái cuốn sách này cô viết là ý nào cũng có từ nhấn luôn. Các bạn có để ý không ạ? Khi mà các bạn đọc cái cuốn sách này, bạn cảm thấy rất là rõ ràng, bạn cảm thấy dễ hiểu, các bạn cảm thấy nó khoa học và cảm thấy nó dễ học là bởi vì nó đang đáp ứng những cái mà các bạn thiếu. Đúng không? Nó rất là rõ ràng, nó rất là cụ thể. Đấy, thứ nhất là bạn gì ạ? Các bạn cần nhận thức cái gì? Đấy, nhận thức sâu sắc về chủ quyền. Thì cái này chính là cái cụ thể. Đúng không? Còn cái này chính là từ nhấn. Đấy, đi ạ. Nhận thức về cái gì ạ? Chủ quyền này. Nhận thức những gì thuộc về lãnh thổ Việt Nam. Bởi vì biển đảo chính là những gì thuộc về đất nước Việt Nam. Đấy chưa? Một cách minh bạch. Một cách minh bạch có nghĩa là gì? Có nghĩa là Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Nó phải rõ ràng, nó phải minh bạch. Đúng không ạ? Cần phải nhận thức sâu sắc về điều đấy. Thì đây chính là từ nhấn này. Đây chính là cụ thể này. Ý thứ hai là gì? Cần tuyên truyền rộng rãi, chính xác, nhất là tận dụng sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội để khẳng định chủ quyền. Các bạn nhìn đó, khẳng định. Đây chính là từ nhấn. Đây chính là từ nhấn. Đấy. Và đây chính là khẳng định chủ quyền này, rồi tuyên truyền rộng rãi này, tận dụng sự phát triển của công nghệ để làm điều đấy, chính là hành động cụ thể. Được chưa? Và trong khi phát biểu cái hành động cụ thể này là có từ nhấn. Ok. Cô giảng như này các bạn dễ hiểu chưa? Đừng nói với cô là cô giảng như thế em vẫn chưa hiểu nha. Ok, dễ hiểu chưa các bạn? Tiếp theo này, mỗi người nên dùng sức trẻ nhiệt huyết của mình để sáng tạo và tham gia các hoạt động hướng về biển đảo. Thì đây chính là trách nhiệm này. Nhá. Đấy, tham gia các hoạt động hướng về biển đảo, đây chính là hành động cụ thể. Và đây chính là gì ạ? Đây chính là nhấn mạnh, thể hiện cái sức trẻ của mình, dùng cái nhiệt huyết của mình để tham gia các hoạt động, phát huy các hoạt động, tổ chức các hoạt động để hướng về biển đảo. Và khi tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo thì gì ạ? In sâu cái nhận thức về biển đảo trong mỗi người. Xong chưa? Đấy, tiếp theo này, ra sức học tập rèn luyện vì sự phát triển của biển đảo. Vì nó không chỉ là an ninh mà nó là gì ạ? Nó là đời sống. Ra sức học tập rèn luyện. Đấy, cái này là cái chung chung rồi này. Cái này cái chung chung. Và cô nghĩ rằng bởi vì cái này là cái mà trong đề nào cũng có. Nó là cái học tập và rèn luyện là những cái mà đề nào cũng có. Đúng không ạ? Đấy, cần phải nỗ lực. Đấy, cần phải nỗ lực. Nỗ lực cái gì? Nỗ lực rèn luyện thể chất, rèn luyện trí tuệ để sẵn sàng cho bất kỳ một việc gì. Để, đúng không ạ? Cho bất kỳ một tình huống nào. Bởi vì đối với biển đảo, đối với an ninh, đối với chủ quyền dân tộc thì nó sẽ có rất là nhiều những tình huống xảy ra. Nó sẽ có rất là nhiều những cái tương lai mà chúng ta không nói trước. Thì lúc nào chúng ta cũng phải trong tinh thần sẵn sàng. Và đó là lý do mà tại sao hôm nay là ngày mà đó là lý do tại sao hôm nay là ngày các bạn 2K4 đi nghĩa vụ quân sự. Đấy. Và có rất là nhiều người làm lính biển đảo này. Đấy. Và có rất là nhiều những cái tổ chức, những cái hoạt động như thế. Hôm nay là thanh niên lên đường để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đấy. Được chưa? Các bạn hoàn toàn có thể lấy những cái ví dụ, những cái dẫn chứng. Và sau đó là các bạn đi lấy dẫn chứng đúng không? Lấy dẫn chứng, các bạn hoàn toàn có thể lấy dẫn chứng. Những thanh niên đã ghi tên mình vào xung phong đi nghĩa vụ quân sự ngoài biển đảo. Thì đấy chính là những cái dẫn chứng
vô cùng thiết thực, vô cùng ý nghĩa mà chúng ta cần phải viết. Đó chính là đề số. Đấy chính là đề số số 114. Và trong cuốn sách này thì cô đã lấy cho bạn một cái ví dụ, đó chính là gì ạ? Đó chính là hội thao quân sự quốc tế. Đó nhá, của đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chứng minh cái sự nỗ lực và khẳng định cái vị thế của nước nhà trên trường quốc tế và góp phần vào công cuộc bảo vệ biển đảo, nâng cao cái tinh thần biển đảo, nâng cao cái trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của biển đảo, đối với việc giữ gìn biển đảo. Thì đấy là một cái mà các bạn cần phải ghi vào. Được chưa? Đây là một cái dẫn chứng. Đấy, đây là một cái dẫn chứng mà các bạn cần phải nhớ. Để cứ liên quan đến biển đảo thì các bạn đưa vào nha các bạn nhé. Đó chính là nội dung bài học ngày hôm nay mà cô hướng dẫn cho bạn. Những cái buổi giảng của cô ấy thì nó không đơn thuần chỉ là chúng ta đi viết bài, mà nó còn là những cái bài giảng tiên về việc cải thiện văn phong và hỗ trợ văn phong. Nên trong quá trình mà cô giảng ấy, cô không đơn thuần chỉ là viết ý bạn đâu, mà cô còn hỗ trợ bạn cải thiện văn phong nữa. Và đấy chính là nội dung buổi học ngày hôm nay. Và sau buổi học ngày hôm nay thì các bạn sẽ viết bài vào trong cái group viết và cải thiện văn phong để cô có thể nhận xét cho các bạn nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở buổi livestream tiếp theo. Bye bye.